ông Trump được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump mới đây đã được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 11 lần bỏ phiếu bất thành. Theo mạng truyền hình CNN, hôm 5 tháng 1, giờ địa phương, Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của bang Florida đã đề cử cựu Tổng thống Donald Trump làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tôi đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện của tôi, ông Gaetz nói trong bài phát biểu. Vị nghị sĩ này cho hay. Trong thời kỳ ông Trump lãnh đạo nước Mỹ đã đạt được những thành công trong chính sách đối nội và đối ngoại. Được biết, ông Gaetz cũng bỏ phiếu cho ông Trump trong hai vòng bỏ phiếu trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên ông Trump được đề cử chính thức. Theo luật pháp Mỹ, không chỉ các nhà lập pháp mà cả những người ngoại đạo cũng có thể được đề cử cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã quyết định hoãn phiên bỏ phiếu tiếp theo đến trưa ngày 6 tháng 1, giờ địa phương, sau 11 vòng bế tắc. Hạ nghị sĩ Kevin Cathy đã thất bại trong 11 vòng bỏ phiếu liên tiếp cho vị trí Chủ tịch Hạ viện khi có 20 nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại ông. Lần cuối cùng quá trình bầu Chủ tịch Hạ viện phải trải qua nhiều hơn 9 vòng bỏ phiếu diễn ra từ 164 năm trước.